Thưa quý vị và các bạn, tuy đang ở giữa mùa đông, nhưng những ngày này, thời tiết tại các tỉnh thành phía Bắc nước ta trời nắng nhiều, với nhiệt độ tăng cao vào trưa chiều, nhưng lại giảm nhanh vào tối và đêm, nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao. Thời tiết phần nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, do cơ thể khó thích nghi với sự biến đổi của nhiệt độ trong ngày, nên dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Trong đêm nay thì tình trạng ít mưa vẫn duy trì và nhiệt độ hầu như ít biến đổi. Trời chỉ se lạnh ở những nơi có địa hình núi cao như là tại Sapa, Đồng Văn và cả Mẫu Sơn. Tuy nhiên vào buổi sáng khi lưu thông ở những nơi này, nhất là trên những cung đường đèo dốc, thì quý vị và các bạn nên lưu ý giảm tốc độ do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Sang ngày mai thì trời vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng giảm dần, do vậy nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai dao động trong khoảng từ 28 cho đến 32 độ, một vài nơi còn lên trên 32 độ. Sau đó, thời tiết sẽ có sự chuyển biến. Từ chiều tối và đêm ngày 19 sang ngày 20, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Mưa xuất hiện ở các tỉnh vùng núi, sau đó thì lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Đồng thời thì nhiệt độ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, do cường độ không khí lạnh được dự báo là không mạnh, nên mưa sẽ không đều và mức nhiệt giảm sẽ không nhiều. Trời chỉ se lạnh vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày thì nhiệt độ vẫn đạt mức từ 26 cho đến 28 độ, có nơi còn đến mức 29 độ. Với các tỉnh ven biển miền Trung, trong đêm nay thì mưa cũng ít có khả năng xuất hiện, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ thoáng qua ở vùng ven biển với lượng không đáng kể. Nhiệt độ ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 23 đến 24 độ, còn vùng ven biển suốt dọc dài đất miền Trung ở vào khoảng 25 đến 26 độ. Ngày mai nắng sẽ trải dài từ các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và kéo dài cho đến cực Nam Trung Bộ như là tại Ninh Thuận và Bình Thuận, nên nhiệt độ ít có sự khác biệt giữa các địa phương trên khu vực, với mức nhiệt độ cao nhất ngày vào trưa chiều đạt khoảng 31 cho đến 33 độ, một vài nơi còn lên trên 33 độ nên có cảm giác hơi nóng. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai, khả năng mây đối lưu vẫn phát triển, gây ra mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực bán đảo Cà Mau như là tại Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Ban ngày thì trời vẫn có nắng từ khá sớm và nhiệt độ tăng dần từ mức trên dưới 27 độ vào buổi sáng, sau đó lên đến 30 độ vào gần trưa và khoảng sau 13 giờ chiều thì có nơi vượt ngưỡng 32 độ. Trong đó khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại Tây Ninh, Bình Phước, Biên Hòa hay là tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt mức 33-34 độ. Dạng thời tiết ít mưa, nắng nhiều vẫn duy trì tại khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn vùng đạt khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Riêng tại thành phố Đà Lạt, do có địa hình núi cao nên chế độ nhiệt tương đối khác biệt với nhiệt độ về đêm chỉ vào khoảng 14 cho đến 15 độ và cao nhất ngày mai chỉ vào khoảng 22 độ. Đồng thời về chiều muộn có khả năng xuất hiện mưa rào trong thời gian ngắn. Chuyển sang thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thì trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ổn định, phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Riêng vùng biển phía Nam, khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác và có khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày 17 tháng 11 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.